Coi đây là bên trong đường hầm, bên trong của sân vận động Ninh Bình các bạn nhé. Hành lang lối đi bé, sâu hun hút luôn. Sân cũng xây rất là lâu rồi cho nên là cũng hiểu được cái điều đó nhá các bạn nhé. Đợi Hùng thì anh đợi Hùng thì bên trong cái này là ốp nhựa bây giờ nó mục nát giòn tan ẹp hết rồi. Đúng rồi, bên trong mình đi Scarson ít khi quay bên trong kỹ như thế này. Hôm nay gặp cái sân Ninh Bình lâu ngày quá mới trở lại, không thể cũng phải hiểu được bởi vì đội bóng cũng đã giải tán kể từ 2015 rồi, không có đội nào về đây cả. Năm nay mới có Công an Nhân dân về đây làm sân nhà như vậy, mới có điều kiện để thăm sân Ninh Bình. Bác cả ơi, cứ xuống anh. Anh vừa xuống. Đây là lối ra này. À, khoai à. Lối ra của sân Ninh Bình nha các bạn nha. Khỏe không? Dạ em khỏe. Không, anh vừa bị Covid xong, không về kia đâu. Em thì vẫn đại úy chưa lên được tá.